Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Huy động sức mạnh cộng đồng để chống dịch ở Tà Văn. Chuyển đổi số, những mục tiêu cơ bản của năm 2022. Đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự mùa lễ hội. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Nhiều giải pháp trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em đang được tỉnh Lào Cai chỉ đạo các ngành chức năng, các đơn vị địa phương phối hợp triển khai. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030, chương trình phòng ngừa lao động trẻ em giai đoạn 2021-2030, bảo vệ trẻ em trước dịch COVID-19, kế hoạch triển khai các chương trình bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025. Giai đoạn 2021-2030, tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các chính sách, pháp luật về trẻ em, đặc biệt là phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Các cơ sở giáo dục chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh về bạo lực, xâm hại trẻ em. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về quyền trẻ em. Tại trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai, với chủ đề Hãy sống và hy vọng, Ngày thơ Việt Nam diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đọc thơ, ngâm thơ, thể hiện tiểu phẩm hài là những hoạt động ý nghĩa của thầy và trò nhà trường. Chỉ trong gần một tháng phát động cuộc thi sáng tác thơ xuân trong học sinh toàn trường, ban tổ chức đã nhận được trên 260 bài thơ xuân. Tại ngày thơ, nhà trường đã trao giải cho các em học sinh có bài dự thi tiêu biểu xuất sắc. Qua đây khơi dậy tình yêu và sự say mê văn chương của các em học sinh, đồng thời tạo không khí vui tươi phấn khởi, thúc đẩy hoạt động học tập trong nhà trường. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ngày thơ Việt Nam tại trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn năm nay được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo phòng chống dịch. Từ một nơi thâm sơn cùng cốc, đến nay thôn Cốc Lầy đã thật sự trở thành một vùng quê đáng sống ở Lùng Vai, huyện Mường Khương. Cuộc sống mới của bà con sau mấy chục năm định cư là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của từng hộ gia đình, trong đó nổi bật là vai trò tiên phong của ông Sùng Xeo Pao, người truyền cảm hứng và đánh thức tinh thần vượt khó vươn lên trong cộng đồng dân cư. Ông Sùng Xeo Pao là một trong năm hộ dân đầu tiên đưa cây chè về trồng thử nghiệm ở Cốc Lầy. Đến nay diện tích chè của ông đã lên tới gần 4 hectare. Ông cũng là người trồng nhiều dứa ở thôn với trên 7 vạn gốc. Trung bình mỗi năm gia đình ông có nguồn thu lên tới hàng trăm triệu đồng. Ngày xưa chỉ nói trong chỉ trồng ngô đấy, làm ít ruộng để có gạo ăn, bà con rất khó khăn. Sau này chúng tôi cũng phải đi học kinh nghiệm kỹ thuật để về để trồng, sau này thay đổi cơ cấu để trồng chè phát triển chết như cả thôn. Chúng tôi cũng tư vấn là tuyên truyền bà con để làm theo. Chúng tôi bây giờ nó trồng thì cũng trồng cả thôn cũng gần trồng chè, cũng là bán nó trồng là tiền cũng hơn để đủ thoải mái nuôi con cái để ăn học. Sự nỗ lực và những hiệu quả kinh tế mà ông Pao đạt được đã thôi thúc các hộ dân trong thôn học và làm theo, từ đó góp phần tạo nên những đổi thay nơi đây. Cốc Lầy ngày nay đã trở thành vùng sản xuất hàng hóa của xã Lùng Vai. Vùng trồng chè lên tới gần 70 hectare, chuối trên 200 hectare, cây dứa có hàng chục hectare. Thu nhập bình quân của bà con trong thôn đã đạt gần 38 triệu đồng một người một năm. Toàn thôn chỉ còn 5 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo. Bác ấy trồng chè đầu tiên thì bác có thu nhập thì mình thấy là cũng hợp lý. Với cuộc sống hiện tại thì mình cũng trồng theo. Bác cũng hướng dẫn về kỹ thuật trồng này, kỹ thuật chăm sóc này và một số cái kỹ thuật về hái. Để cho các thợ thu mua người ta giả giá cao hơn. Đây cũng chính là một cái tấm gương điển hình về phát triển kinh tế và cũng là một cái tấm gương để người dân học tập và cũng là một người mà có uy tín, có tiếng nói trong thôn và người dân được khi được ông Pao này tuyên truyền vận động thì người dân cũng rất là nghe và làm theo về những cái cách làm của ông ấy để thực hiện cái việc nó phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo. Với những người truyền lửa như ông Sùng Xeo Pao, chắc chắn cuộc sống của các hộ dân ở thôn tái định cư biên giới Cốc Lầy sẽ ngày càng khởi sắc đi lên. Nó khá...
Phấn đấu 13,5 bác sĩ, 44,4 giường bệnh trên 1 vạn dân là những chỉ tiêu được ngành y tế Lào Cai đặt ra trong năm 2022 nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngành y tế tỉnh cũng phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ như 95% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ, duy trì 100% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, 52% người cao tuổi được quản lý chăm sóc sức khỏe theo định kỳ, tỷ lệ hài lòng của người dân với các dịch vụ y tế đạt trên 85%, 70% dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử. Tỷ lệ trạm y tế xã phường thị trấn thực hiện dự phòng quản lý điều trị một số bệnh không lây nhiễm đạt trên 70%. Hoàn thiện toàn diện và vượt mức đề án bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới năm 2022, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 7 tháng 2, xã Tả Văn, thị xã Sapa đã nhanh chóng triển khai các giải pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân là mục tiêu quan trọng để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Ngay sau khi phát hiện hai trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 tại thôn Tà Chảy Mông, xã Tà Văn đã nhanh chóng khoanh vùng, truy vết các trường hợp có tiếp xúc gần để cách ly, lấy mẫu làm xét nghiệm. Đồng thời huy động sự vào cuộc của các đoàn thể, người có uy tín, tổ COVID cộng đồng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Được trưởng thôn thông báo tuyên truyền không ra khỏi nhà khi không cần thiết thì gia đình tôi không đi đâu, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Thực phẩm vẫn còn dự trữ thịt treo từ Tết, rau cỏ có sẵn nên cũng vẫn đủ dùng, không phải đi chợ. Chỉ sau 2 ngày, địa phương đã phát hiện thêm 43 trường hợp mắc COVID-19 tại hai thôn Tà Chảy Mông và Tà Chảy Giao, gần 200 trường hợp F1 có tiếp xúc gần. Chính quyền cũng đã phong tỏa tạm thời thôn Tà Chảy Mông, thành lập 5 chốt kiểm soát ra vào địa bàn thôn, đồng thời tuyên truyền vận động giải thích để người dân hiểu và chấp hành. Dịch bệnh thì đang phức tạp như này, thôn thì đang phong tỏa, cứ vào Tết thì củi nó hiếm ấy, nên phải ra ngoài lấy củi về để lưu trữ. Cũng phải test xong rồi mới đi, không tiếp xúc với người lạ, vẫn phải đeo khẩu trang chuẩn bị đầy đủ. Test COVID mà cho kết quả là âm tính thì chúng tôi cũng đã vừa nhắc nhở cho bà con hạn chế đi lại. Còn đối với các trường hợp mà đã có quyết định là F1 và cách ly tại nhà đến thì chúng tôi đã yêu cầu đề nghị là quay trở lại về nhà và không cho đi lại. Đến nay tại hai thôn Tà Chảy Mông và Tà Chảy Giao ghi nhận 50 trường hợp mắc COVID-19. 5 ca mắc mới là các F1 đã được cách ly theo dõi sức khỏe trước đó và không ghi nhận thêm các trường hợp mắc mới ngoài cộng đồng. Được sự ủng hộ của bà con như là chấp hành các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng liên quan về cái công tác phòng chống dịch, và thứ hai là được sự nhiệt tình của các đồng chí liên quan tới cái tổ cộng đồng, nhất là đồng chí trưởng thôn cũng như đồng chí bí thư chi bộ cũng như là công tác mặt trận của thôn thì cũng đã vào cuộc sát sao liên quan tới công tác để đi tuyên truyền cho bà con là để chấp hành nghiêm tất cả những cái chỉ thị cũng như là của ban chỉ đạo thị xã cũng như của xã để liên quan tới công tác phòng chống dịch. Đến giờ phút này cơ bản thì đã khống chế được dịch, thì không có lây lan ở trong cộng đồng cũng trong thôn. Ngoài ra, tổ hậu cần cũng đã được địa phương thành lập nhằm hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm cho nhân dân khu vực cách ly, qua đó tạo sự đồng thuận nhất trí cao, góp phần khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. Huyện Bát Sát phấn đấu đến năm 2025, tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn đạt khoảng 4.720 ha và cung ứng ra thị trường khoảng 5.000 tấn quả tươi. Để đạt mục tiêu trên, huyện sẽ thuê chuyên gia tư vấn phát triển vùng sản xuất cây ăn quả và chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng cây ăn quả cho nông dân, tập trung nâng cao chất lượng vùng trồng 200 ha cây lê tai nung đã có. Trong đó, 50 ha xây dựng hệ thống sàn kiên cố, hệ thống tưới tự động, phát triển khoảng 2.000 ha cây ăn quả tập trung quy mô liền vùng tại các xã vùng cao, phấn đấu mỗi xã thành lập từ một hợp tác xã để phát triển trồng cây ăn quả, xây dựng 3 cơ sở sản xuất chế biến sản phẩm cây ăn quả. Hiện tổng diện tích cây ăn quả của Bát Sát đạt trên 1.560 ha. Từ phát triển cây ăn quả, thu nhập của người dân đã được nâng lên. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa đề án số 08 của tỉnh ủy Lào Cai về phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 với 67 mục tiêu cụ thể cho từng ngành lĩnh vực.
đây được xem là kim chỉ nam cho toàn tỉnh trong thực hiện công tác chuyển đổi số đáp ứng xu thế của cuộc cách mạng 4.0. Ngành y tế Lào Cai là một trong những đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số. Phần mềm được các bệnh viện triển khai từ nhiều năm nay giúp cho việc quản lý khám chữa bệnh được thuận tiện. Việc liên thông giữa các khoa phòng được thực hiện đồng bộ, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Khi mà chúng tôi xem lịch sử bệnh nhân ấy, thì chúng tôi sẽ biết được là những lần điều trị trước, bệnh nhân đã điều trị những gì, chẩn đoán là gì và cả tất cả những cái xét nghiệm máu hay là cũng thăm dò cận lâm sàng mà bệnh nhân đã làm. Từ đó thì chúng tôi có cái quyết định đúng đắn hơn trong quá trình điều trị. Đấy là một cái lợi ích mà cái phần mềm số hóa đem lại. Nhờ dữ liệu khám chữa bệnh của người dân được lưu trữ, cho phép kết nối, chia sẻ giữa bệnh viện tuyến trên với bệnh viện tuyến dưới. Người dân hoàn toàn có thể sử dụng các dịch vụ y tế tốt nhất từ tuyến trên mà không phải chuyển viện. Ngành y tế Lào Cai sẽ tập trung đẩy mạnh một số cái nội dung như là đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai và đề xuất bổ sung sửa đổi các cái quy định các về các hành lang pháp lý thuận lợi nhất cho cái việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các bệnh viện. Đồng thời cũng tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các cái ngành liên quan để tháo gỡ những cái khó khăn, cái vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Kế hoạch về chuyển đổi số của Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung vào các mục tiêu quan trọng trong năm 2022 như nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng, tỷ lệ người dân trên 18 tuổi có điện thoại thông minh, tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng nền tảng số. Nghiên cứu để đổi mới, thế rồi thì số hóa các cái quy trình, nghiệp vụ của các cấp các ngành dựa trên cái kho dữ liệu số của tỉnh. Thế rồi thì ban hành các cái chính sách để làm sao mà thu hút được cái nguồn nhân lực về chuyển đổi số, về đảm bảo an toàn thông tin. Thế rồi thì các cái chính sách để làm sao mà hỗ trợ được cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh trong chuyển đổi số. Để kế hoạch chuyển đổi số đạt kết quả tốt, tạo sự chuyển biến trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, thì vấn đề quan trọng hiện nay là cần có sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, tạo thay đổi trong tư duy, cách thức, quy trình làm việc để chuyển đổi số. Sau Tết Nguyên đán là mùa lễ hội xuân, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các lễ hội đều dừng phần hội, rút gọn phần lễ, do vậy mật độ phương tiện lưu thông trên các tuyến đường không tăng cao. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự vẫn là nhiệm vụ quan trọng mà lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường thực hiện. Năm nay, lễ hội Đền Thượng không tổ chức phần hội, chỉ tổ chức phần lễ nên lượng du khách đến tham quan vãn cảnh không quá đông như mọi năm. Mặc dù vậy, để đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách, Công an thành phố Lào Cai đã chủ động phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể địa phương để hướng dẫn phân luồng nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Trước Tết Nguyên đán chúng tôi đã đảm bảo trật tự tốt các tuyến đường thông suốt và không gây ùn tắc các tuyến đường trong nội thị. Rồi sau đó ngoài Tết chúng tôi đã xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự lễ hội đền xuân đầu năm đối với lễ hội đền thượng, đảm bảo phân luồng từ trước và phòng ngừa những vấn đề gây ùn tắc các khu vực gần đến nên đảm bảo cho người khách đến tour du lịch tâm linh được thông suốt. Dịp lễ hội, các đối tượng thường lợi dụng chỗ đông người chen lấn để tiến hành móc túi, trộm cắp vặt, gây rối trật tự. Do đó, với tinh thần đảm bảo an toàn cho nhân dân tham gia lễ hội vui tươi, lực lượng công an phường, lực lượng dân quân tự vệ nghiêm túc triển khai các phương án đảm bảo an ninh. Tình hình an ninh trật tự vẫn có nhiều những cái diễn biến phức tạp, tiềm ẩn một số đối tượng có nguy cơ là gây mất trật tự an ninh. Công an phường đã tham mưu cho lãnh đạo công an thành phố, đảng ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân biện pháp để ngăn chặn các đối tượng này, không để các đối tượng này gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến quá trình du xuân của người dân. Mùa lễ hội xuân, các địa điểm tâm linh vẫn là điểm đến thu hút du khách dịp này. Vì vậy, các ngành chức năng tiếp tục các giải pháp tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tổ chức hướng dẫn điều tiết giao thông tại khu vực đông du khách tham dự, đảm bảo cho nhân dân du xuân an toàn thuận tiện. Tiếp theo chương trình, Việt Nam mở lại đường bay quốc tế. Thách thức với các kỳ Olympic mùa đông tương lai.
Để giúp các em học sinh bậc tiểu học và mầm non có một điểm trường mới khang trang, tránh mưa lũ và nắng nóng, một trưởng bản ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã tự nguyện hiến hơn 1.500 m² đất xây dựng trường học. Điểm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trường Xuân tại bản Lâm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình có 61 em học sinh bậc học mầm non và tiểu học. Hàng ngày các em học tập trong điều kiện hết sức khó khăn và thiếu thốn. Ngày hè nắng nóng, trời mưa thì dột, nhất là mùa mưa lũ, nước dâng cao khiến việc học thường xuyên bị gián đoạn. Trong khi xã Trường Xuân đang rất khó khăn trong việc tìm địa điểm xây trường, thì ông Hồ Văn Hớn, trưởng bản Lâm Ninh đã tự nguyện hiến hơn 1.500 m² đất xây trường học, giúp thầy cô và các em học sinh có được điểm trường mới khang trang, thuận lợi cho việc dạy và học. Kể từ ngày 15 tháng 2, Việt Nam sẽ dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hành khách trên các chuyến bay thường lệ, không thường lệ. Hành khách nhập cảnh phải tuân thủ các quy định hiện hành về xuất nhập cảnh và kiểm soát y tế. Như vậy, từ ngày 15 tháng 2 sẽ không hạn chế tần suất khai thác các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ vào Việt Nam. Quy định về nhập cảnh phòng chống dịch với hành khách vào Việt Nam vẫn thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế. Tần suất khai thác trên thực tế phụ thuộc quy định của nhà chức trách hàng không các nước, vùng lãnh thổ và nhu cầu thị trường. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cần đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất để ngăn chặn lạm phát leo thang và có thể làm như vậy mà không gây chao đảo thị trường tài chính. Nhận định được giới chức Fed đưa ra trong bối cảnh Fed sẽ tiến hành cuộc họp chính sách vào giữa tháng sau. Theo giới chức của Fed, cơ quan này cần đi trước đón đầu và nâng lãi suất lên 1% vào tháng 7 tới. Uy tín của ngân hàng này đang bị ảnh hưởng sau khi chỉ số giá tiêu dùng, thước đo lạm phát tại Mỹ tăng 7,5%, cao nhất trong 40 năm qua. Theo các chuyên gia kinh tế, giá tiêu dùng tại Mỹ sẽ tăng nhẹ hơn trong năm 2022 khi các vấn đề trong chuỗi cung ứng được giải quyết và khi Fed tăng lãi suất, chấm dứt các chính sách nới lỏng tiền tệ nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong dịch. Trong bối cảnh làn sóng Omicron được dự báo sẽ giảm xuống trong những tuần tới, Liên bang Đức đang lên kế hoạch bãi bỏ dần nhiều biện pháp phòng dịch COVID-19. Truyền thông Đức cho biết chính quyền 16 bang ở Đức đã nhất trí về một dự thảo nghị quyết nới lỏng các biện pháp phòng dịch trước thềm cuộc họp của chính quyền liên bang và các bang vào ngày 16 tháng 2. Theo đó, từ ngày 20 tháng 3, những hạn chế sâu rộng đối với đời sống kinh tế văn hóa xã hội sẽ được bãi bỏ dần, chẳng hạn như mở rộng số lượng người tham gia các cuộc gặp mặt riêng tư. Các câu lạc bộ và vũ trường sẽ được phép mở cửa trở lại từ ngày 4 tháng 3 tới, nhưng phải kèm theo một số quy định. Bên cạnh đó, nhiều khán giả hơn sẽ được phép tham dự các sự kiện lớn như các trận bóng đá, hoạt động văn hóa giải trí. Câu chuyện biến đổi khí hậu đã được cảnh báo trong những năm gần đây và nó lại một lần nữa nóng lên với việc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 phải sử dụng gần như 100% tuyết nhân tạo. Không chỉ tiêu tốn tiền của và công sức, việc sử dụng tuyết nhân tạo còn ảnh hưởng đến quá trình thi đấu của các vận động viên khi tham dự. Mùa này qua mùa khác, nếu nhịp độ biến đổi khí hậu vẫn tiếp diễn thì người ta có quyền nghi ngờ về tương lai bấp bênh của các kỳ Olympic tiếp theo. Theo nghiên cứu mới đây, với tốc độ nóng lên như hiện nay, vào thập niên 2080, trong số 21 địa điểm từng là nơi tổ chức Olympic mùa đông, chỉ còn thành phố Sapporo của Nhật Bản vẫn tiếp tục phù hợp để đăng cai cho sự kiện này. Thông qua ống kính của các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới, khán giả được chiêm ngưỡng những góc nhìn độc đáo về vẻ đẹp của trái đất. Các tác phẩm được đánh giá là mang một màu sắc đặc biệt như đang kể những câu chuyện thần tiên. Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng ngắm nhìn một số hình ảnh đẹp ở khắp nơi trên thế giới. Tới đây chương trình thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.